Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh ít với bột lọc hay là bột năng. Thì mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất từ kênh của mình miễn phí nha. Mình dùng đây là gấc nè các bạn. Thì 100g gấc tươi, tính luôn cái phần hạt của nó là khoảng nửa trái. 300g dừa nạo. Dừa nạo này là mình dùng cái loại dừa gám vỏ, mình nạo ra nó ngon, nó không có bị sảm nha. Vậy nè, nó trắng á. 200g đường cát thì mình lừa một chén vậy nè. Và đây một muỗng canh mè rang, một muỗng cà phê muối. Đây bột năng thì mình dùng cái này, các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. Trước hết thì mình sẽ cho cái phần đường mình chia ra làm hai, một phần thì mình cho vô trong dừa, muối mình cũng chia ra làm hai luôn. Cho vô dừa mình sẽ ốp cái đường trước, ốp để cho được cái đường nó ra nước các bạn, thì cái dừa của mình nó ngon, khi mà mình xào lên nó không có bị khô dừa. Rồi mình ốp rồi mình để ở đây ha, cho đường nó ngấm. Tiếp tục thì mình làm cái phần gấc. Gấc này các bạn cho vào vài giọt rượu trắng để nó giữ được cái màu đậm. Rồi mình cho nước vô mình bóp, bóp cho cái phần thịt gấc nó mềm ra để mình lấy bỏ cái phần hạt. Rồi mình bỏ hết cái phần hạt rồi mình lược xong vậy nè. Bây giờ mình sẽ lược lại cái rây cho nó mịn cái gấc này. Nếu các bạn không thích lượt thì mình lấy luôn cái phần thịt gấc mình cho vô bột cũng ngon nữa. Lượt gấc xong thì mình dùng một chén dung bột, vậy là 150g, thì mình dùng hai chén là 300g. Cái phần đường còn lại mình cho vô luôn. Mình chỉ dùng 300g bột thôi. Các bạn có muốn ăn nhiều hơn thì cho nhiều dưa hơn, mình làm tăng cái công thức lên. Mình trộn cho nó đều cái phần đường và muối. Rồi cho vào đây 200ml nước gấc hồi nãy mình lược lại nè. Tiếp tục mình sẽ cho vào 400ml nước lọc, là tổng cộng mình dùng 1 lượng bột và 2 lượng nước nha. Rồi bây giờ mình sẽ pha trộn cho nó đều, cho cái phần bột của mình nó tan. Rồi mình để ở đây cho nó nghỉ 15 đến 30 phút. Quay trở lại thì cái dừa lúc này nó cũng ra nước đường rồi. Bây giờ mình cho lên trên chảo để mình xên nhân luôn. Cho hết vô. Các bạn xên nhân thì mình xên với lửa nhỏ để cho cái nhân của mình nó rút cái đường. Cái dừa này nếu các bạn thích cho nó ướt hơn mình có thể cho thêm một ít nước. Rồi mình xào một hồi thì bắt đầu nó mềm lại nè. Cái nhân lúc này nó khô và nó có cái độ dẻo dẻo rồi. Vậy là được rồi. Mình xào nhân được 15 phút. Cho hết cái phần mè mình chuẩn bị vô. Các bạn cũng có thể ăn đậu phộng thì mình cho đậu phộng rang vô ha. Mình thích ăn mè nên mình cho mè. Cái bột thì mình để được 30 phút. Bây giờ khuấy đều nó lên. Tại vì cái bột năng á các bạn nó sẽ đóng ở dưới cái thau lắm. Khuấy đều lên thì mình cho vô trong chảo để mình xào cái phần bột này, lấy trùng và để lửa nhỏ nha. Cho vào một muỗng canh dầu ăn cho cái bột nó có cái độ bóng. Rồi các bạn cũng đảo nhẹ nhẹ vậy nè. Bắt đầu bột nó hơi đóng ở dưới cái đáy chảo nè các bạn, nó lợn cợn rồi nè. Mình cứ đảo tiếp. Đảo nhanh lắm, mình đảo khoảng chừng 10 phút là bắt đầu cái khối bột nó sẽ đặc lại. Các bạn chọn cái chảo chống dính á, cho bột của mình nó không có bị dính chảo, dễ làm. Rồi, bây giờ nó trong và nó tụ lại thành khối vậy là được rồi, mình tắt bếp không có để lâu quá. Rồi chờ cho nó nguội. Bây giờ mình đi vô phần nhân. Nhân này các bạn chia ra làm 10 phần đều nhau rồi mình do cho nó tròn lại. Tiếp theo thì mình chuẩn bị lá chuối. Lá chuối này mình đã xé sẵn một miếng nhỏ là khoảng 1 gang tay. Và một miếng lớn là bằng 2 miếng nhỏ nhập lại. Lá chuối xiêm nha.
lá chuối á, các bạn phơi khô, phơi cho nó hơi héo héo á, nó không có bị giòn. Rồi mình lau cho nó sạch cái phấn. Rồi lau cho xong. Cái bột lúc này nó vẫn còn hơi ấm ấm, rất là dai và nó có cái độ trong nè. Bây giờ mình sẽ gói bánh luôn. Mình lấy một cái cục bột túm cái phần nhân lại, và cái bột nó gấp đôi cái nhân là vừa. Các bạn nếu mà dùng tay nó hơi dính thì mình thoa chút dầu ăn nha. Rồi vậy là được rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ gói bánh, thoa chút xíu dầu ăn để cho cái bánh của mình á, khi mà gói vô nó được trơn, nó không bị dính lá, túm lại giống như cái quặng vậy đó. Rồi mình sẽ ốp lại, cho vô miếng lá lớn. Mình cũng có rất là nhiều cái video để gói cái bánh ít. Nếu các bạn có thích xem á, thì bấm vô bánh ít của Hello Trà Vinh là sẽ ra và xem thêm nha. Rồi mình đã hoàn thành xong rồi nè, một cái bánh ít đầu tiên. Rồi cũng tương tự, các bạn cũng lấy cục bột rồi mình cho cái cục nhân vô, mình túm nó lại. Cái bột này còn hơi ấm ấm tay á, mình làm nó dễ hơn là khi nó nguội. Rồi các bạn gói tiếp nha. Gói xong hết rồi thì bây giờ mình chất nó vô trong cái xửng hấp và mình đem bánh đi hấp luôn. Trong lúc hấp thì các bạn bắt cái nồi nước sôi trước ha, rồi mình cho bánh vô hấp. Và mình hấp tính từ nước sôi là 20 phút. Sau 20 phút mình để lửa vừa thì bánh lúc này chín rồi. Bây giờ mình sẽ chờ cho bánh nguội rồi mình lấy ra. Sau khi bánh của mình nó nguội rồi, mình để được 1 tiếng đồng hồ. Đây cái bánh ít bột lọc nhân dừa. Nhìn cái bánh ít rất là dễ thương luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái bánh ra nha. Bánh ít theo cái kiểu mới, bánh ít bột lọc. Lúc trước thì mình có video làm bánh ít bột nếp với nhân dừa. Thì hôm nay mình làm bánh bột lọc. Đây các bạn nhìn thấy bên trong không? Cái màu rất là tươi. Nó có cái màu cam. Và lá nó cũng không có bị dính nữa. Rồi bây giờ mình sẽ chẻ bánh ra. Rồi màu cam nhìn tươi lắm luôn. Đây cái nhựa bên trong nó là nhân dừa nè các bạn. Nhân dừa màu trắng nè, nó phủ cái màu cam của bột. Nhìn rất là đẹp mắt. Bánh bột lọc thì cái bột của mình nó sẽ trong. Còn bánh bột nếp thì cái bột nó bị đục nhưng mà nó dẻo. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử ha. Cái bột nó dai giòn. Mình sắn ra nó dai lắm luôn. Rồi xin mời các bạn thưởng thức cái bánh gấc bột lọc chung với mình. Bánh dai giòn nè. Và nó ăn nó sực sực luôn á, ngon lắm luôn á. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Like cũng như là chia sẻ những video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.